Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vừa thực hành toán lớp 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 1, các số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tiết số 1, bài số 1, tập viết số. Đó là số 0, số 1, số 2, số 3, số 4. Thầy viết vài chữ thôi là mẫu rồi các em viết, chứ còn ngồi mà viết hết cái này thì nó tốn thời gian quá. Số 0 thì người ta họ viết là trong một cái một ô, nhưng mà chiều cao nó là hai ô. Chúng ta đặt ở đây, chúng ta dòng xuống. Rồi, viết vài cái đại diện thôi. Số 2. Số 3. Số 4. Rồi số 5. Thầy viết đại diện vài chữ thôi ha. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Này có một con mèo, chúng ta viết số 1. Này là 3 củ cà rốt, 1 2 3, ta viết số 3. Này là 1 2 3 4 5 con chó, chúng ta viết số 5. Này 1 2 3 4. 1 2 2 con vịt. Này là 1 con chim. 2 con cá, 1 2. Này là một con cá. Cái này không có con cá nào hết. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số tiếp theo là bài số 3. Nấu theo mẫu. Số 1 là 1 chấm. Số 0 là 0 chấm. Đây là số 2 là 2 chấm. Này số 3 ở đây là 3 chấm. Số 4 là đây 4 chấm. Số 5 thì đây là 1 2 3 4 5 chấm. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Đếm số thùng hàng trên mẫu xe rồi đưa xe đến nhà kho theo mẫu. Đây là xe này chở 2 thùng hàng. Chúng ta đến cái nhà kho là số 2. 1 2 3. Như vậy chúng ta sẽ nối với lại cái kho này. Này là 1 nối vào đây. 1 2 chúng ta nối vào đây. Này là 1. 1 chúng ta phải nối lên trên. Này 1, 2, 3, 4. 4 chúng ta nấu vào đây. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chúng ta nấu vào đây. 1, 2, 3. Nấu lên đây. 1, 2, 3, 4. Nấu lên đây. 1, 2, 3, 4, 5. Nấu vào đây.
Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều đầu sách, các em vào đó tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.